Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình đầu tư tiền ảo Hôm nay thì mình muốn nói về Bitcoin và Bitcoin Cash Thì hôm nay có rất nhiều tin tức về Bitcoin Cash Và có một số người đang không có hiểu rõ về Bitcoin Cash Thì hôm nay cái video này mình sẽ cố gắng giải thích rõ ràng sự khác nhau giữa Bitcoin và Bitcoin Cash Thì để chúng ta bắt đầu nha Trước hết thì ngày thành lập cái lớp đầu tiên của Bitcoin là ngày 3 tháng 1 2009. Còn cái uh, ngày thành lập của Bitcoin Cash là 1 tháng 8 2017. Cái mục tiêu của Bitcoin với Bitcoin Cash thì trên trang web nó để đây là mình uh, viết ngắn gọn thôi là P2P electronic cash nghĩa là cái uh, tiền điện tử giữa người với người. Cả hai loại Bitcoin và Bitcoin Cash đều có chung một mục tiêu hết nếu chúng ta lên trang trang web của Bitcoin hay là trang web của Bitcoin Cash chúng ta sẽ thấy là họ để cái mục tiêu của họ gần như hai bên là tương tự với nhau cái số tối đa là Bitcoin có thể có 21 uh, triệu Bitcoin và Bitcoin Cash mình cũng có thể có khoảng 21 triệu uh, Bitcoin Cash cái hệ thống khai thác mỏ là dùng giống nhau thì mình có thể dùng máy ASIC như là những cái máy đào riêng biệt để mà đào Bitcoin nó để đào Bitcoin Cash và cái phần mềm nó dùng cũng là SA256 cả hai đều sử dụng một loại máy và một phần mềm để mà đào cả những cái này là nó là màu xanh dương tại vì những cái này là những cái giống nhau nhưng mà chúng ta tới đây là sự, sự giống nhau gần như đã chấm dứt thì cái sự mà kích thước lóc đó là cái sự khác biệt lớn nhất đầu tiên thì Bitcoin đó là một lắp nó chỉ có một mê mà thôi mà Bitcoin Cash một lốc nó tới 8 mê lận Còn cái Segwit uh, nghĩa là cái di chuyển chữ ký đó thì thì bây giờ đó Bitcoin đó thì có Segwit nhưng mà Bitcoin Cash lại không có Segwit Cái mà điều chỉnh khó khăn đó thì uh, Bitcoin đó là khoảng 2 tuần cái độ khó nó sẽ uh, điều chỉnh là một lần. Nghĩa là khoảng 2 tuần thì nó sẽ cái mạng lưới Bitcoin nó sẽ coi, coi có nhiều người đào hay ít người đào để mà thay đổi cái sự khó khăn đào. Nhưng mà Bitcoin Cash thì không phải là vậy. Bitcoin Cash thì là mỗi mỗi uh, 12 giờ nếu mà không có đủ 6 lốc á thì cái mạng lưới của Bitcoin Cash nó sẽ giảm độ khó xuống 20%. Nếu nó lại một lần nữa, nếu như mà mỗi 12 giờ mà không đủ 6 lóc thì cái mạng lưới Bitcoin Cash nó sẽ giảm xuống 20 phần trăm thì các bạn cũng đừng quan tâm gì quá về những ba cái này tại vì mình sẽ giải thích rõ ràng hơn trong những cái slide tới đây nhưng mà các bạn hãy nhớ trong đầu là ba cái này là điểm khác nhau nhiều nhất cái kích thước lóc cái sự mà di chuyển chữ ký và cái điều chỉnh khó khăn trước hết chúng ta phải nói về đây là cái network uh, network fee đó nghĩa là cái phí trên network đó để mà giao dịch bitcoin trên mạng đó thì các bạn thấy là hầu như là từ hồi mà bitcoin ra đời cho tới bây giờ đó là phí nó đã lên rất là nhiều cho tới hầu như cho tới là bắt đầu là giữa tháng giữa uh, giữa năm 2016 đó là là nó mới bắt đầu cái phí trên mạng nó mới bắt đầu tăng lên trước đó hầu như là cái phí là dưới một đô la rất là thấp nhưng mà các bạn thấy là bắt đầu từ tháng 7 2016 phí nó đã lên rất là cao cho đến bây giờ đã phí nó có thể lên cao tới hơn 10 đô la mỗi lần mà các bạn di chuyển Bitcoin. Thì để mình giải thích tại sao mà cái phí nó bị cao như vậy tại vì cái mạng lưới của Bitcoin nó thì nó có một cái vấn đề, cái vấn đề của nó là cái vấn đề của nó là các bạn không thể nào mà có thể giải quyết những cái giao dịch trên mạng tại vì cái mạng khi mà họ làm ra hồi cách đây 9 năm á thì không có nhiều người giao dịch trên mạng cho nên mạng không có vấn đề gì nhưng mà bây giờ mạng bị quá tải không có giao dịch được mỗi lần mà mạng bị quá tải thì các bạn muốn giao dịch thì các bạn phải trả cái phí gọi là cái phí để trên cái network của Bitcoin đó thì để những người thợ đào đó, nó họ có thể là thấy người nào trả phí cao thì họ sẽ giao dịch giải quyết cái giao dịch đó trước rồi những người mà trả phí thấp thì giải quyết giao dịch đó sau mà có quá nhiều người thì cái phí nó sẽ càng ngày càng bị tăng lên cho nên đây là trường hợp mà các bạn thấy trên đây thì để mà giải quyết cái sự mà quá tải của Bitcoin đó thì có hai cái cách giải quyết cái giải quyết thứ nhất đó là nếu như mà bây giờ mỗi một lóc của Bitcoin là một mê thì một mê đó các bạn nghĩ là trong một lóc đó thì sẽ có những cái gọi là giao dịch nó nằm trong đó thì nếu một lóc là một mê thì chúng ta có thể đơn giản nhất đó là có thể là tăng kích thước lên thì có thể là một lóc là một mê thì bây giờ là một lóc là hai mê hay là ba mê hay, hay là bốn mê thì nó có thể là giải quyết được nhiều cái giao dịch hơn Nhưng mà cái giải quyết thứ nhì nữa là có thể là Ứng dụng uh, Kích hoạt uh, Phần mềm Segwit Thì khi mà phải vào phần mềm Segwit đó, đó thì Segwit này nghĩa là Là di chuyển chữ ký đó, một lát mình sẽ rõ ràng hơn Thì mình có thể dùng Cái phương cách là di chuyển chữ ký để mà có thể Để được nhiều hơn Tài liệu Trên một lóc Mà không cần phải tăng lóc uh, Kích thước của block và cái cái sự này nó đã được tranh cãi hơn một năm trời uh, trong cộng đồng của Bitcoin và cuối cùng thì uh, một tháng 8 đó thì uh, cộng đồng Bitcoin đó qua một cuộc họp uh, âm thầm ở New York đó, đã ký cái tờ gọi là New York Agreement đó, là cái uh, hợp đồng ở New York hợp đồng chấp, chấp nhận ở New York đó là 1 tháng 8 thì sẽ kích hoạt phần mềm Segwit à, uh, và 1 tháng 8 đó đó một số người không đồng ý đó để mà kết bà phần xe đã tự uh, dùng cái độ đào của mình có mà hợp lại với nhau để mà tách Bitcoin ra thành Bitcoin với Bitcoin Cash cho nên đó là lý do tại sao mà Bitcoin Cash ra đời giờ mình giải thích cho các bạn hiểu rõ cái sát đó hay còn gọi là segregated witness đó, nghĩa là cái phương cách di chuyển chữ ký đó là hiện bây giờ là cái bitcoin hiện bây giờ là đang áp dụng còn cái bitcoin cash đang áp dụng nó là tăng kích thước lóc lên để mình thích rõ ràng hơn một chút thì bây giờ là uh, một lóc bitcoin là một mê đi trong một lóc này nó sẽ chứa rất nhiều giao dịch khác nhau và một phần ở trong một lóc này nó sẽ chứa đựng cái chữ ký cái chữ ký này đó là cái chữ ký um, bằng điện tử thì mỗi lần các bạn giao dịch đó thì nếu các bạn xài uh, trên sàn hay là các bạn dùng uh, những cái chữ lệnh để mà gửi đó thì mỗi lần các bạn uh, gửi hay là làm bất cứ chuyện gì đó thì trước khi bitcoin gửi đi đó thì nó sẽ được ký tên bằng bằng điện tử là nó là cho biết là người mà gửi cái này là có được có cái uh, khóa cá nhân thì mới có thể được quyền gửi thì nó cũng gần như nói nôm na cho dễ hiểu là giống như là một cái mật mã gì nhưng mà cái xác quỳnh này thì bây giờ nó nghĩ là mình có thể là tách cái chữ ký này ra một chỗ khác thì nó có thể có nhiều chỗ trống để mà để nhiều giao dịch hơn nữa mà không cần phải nâng lên một megabyte lý do tại sao họ không muốn nâng một megabyte mình sẽ nói rõ ràng hơn một chút nữa thì nó có thể là lấy cái chữ ký này để qua một bên và mỗi một lần thì một lóc nó sẽ có giao dịch về chữ ký hai cái hai cái phần khác nhau mỗi lóc nó sẽ có hai phần khác nhau đó là ứng dụng segwit hay còn gọi là di chuyển chữ ký là bitcoin hiện bây giờ đang áp dụng còn kích thước á, thì rất là đơn giản nghĩa là bây giờ là một mê thì họ nghĩ là cái muốn cho giải quyết được nhiều hơn và lạ hơn đó, thì đơn giản nhất là có thể là tăng lên từ một mê thành giả sử như là Bitcoin Cash như đang áp dụng là 8 mê họ tăng cái, cái lốc lên 8 lần thì có thể chứa được nhiều được giao dịch cái chữ ký dẫn để một một chỗ mà có thể chứa được uh, nhiều giao dịch để mà cái mạng nó nhanh lên đây là sự khác nhau giữa uh, Bitcoin và Bitcoin Cash thì bây giờ nghĩa là khác nhau giữa sách với lại kích thước lóc nhưng mà bitcoin hiện bây giờ đó, họ đang uh, làm mạng lightning để giải quyết giải pháp option uh, để có thể sau này họ có thể tăng cái tốc độ tại vì bitcoin hiện bây giờ vẫn còn chậm cái sequit tuy là họ đã kích kích hoạt rồi nhưng mà chưa có, chưa có kết quả cái sequit này là cái phần mà cần phải kích hoạt để mà họ có thể làm cái uh, mạng lightning mạng lightning này có thể cho họ giải quyết được nhiều nhiều giao dịch hơn và có thể là cái mạng này có thể giúp cho họ có thể giải quyết giao dịch ngang hàng với Visa hay là Mastercard. Thứ gì nữa là Bitcoin có thể thực hiện atomic swap. Atomic swap này nghĩa là uh, thì bây giờ là giống như là Litecoin đi, Litecoin thì bây giờ đang thử nghiệm mà atomic swap. Atomic swap này nghĩa là trao đổi mà không có cần phải qua một cái mạng lưới trung gian nào hết. Nghĩa là các bạn có Bitcoin thì sau này các bạn có thể là đổi Bitcoin qua Litecoin hay là Bitcoin qua Bitcoin hay là những cái đồng khác mà không có cần phải lên sàn nó có thể tự giao dịch qua cái mạng một mình nó đó. đó là một điều mà Bitcoin sao được thực hiện được riêng về Bitcoin khác thì nó có thể điều chỉnh lên tới 16 m nghĩa là giờ họ đang ở 8 mê họ có thể tăng lên tới 16 m mà không cần phải hard fork họ có thể họ có khả năng tăng gấp đôi cái số lượng này lên mà không cần phải phải hard fork Kế tiếp trên màn hình các bạn thấy đó, đây là cái sự uh, khó của độ đào của Bitcoin Trong vòng 3 tháng vừa qua thì các bạn thấy độ đào nó lên từ từ nhưng mà có thể là người ta có thể tính toán được là tốc độ nó lên nhiều hay là thấp thì người ta có thể tính toán được bao nhiêu đồng ra đời mỗi một ngày Nhưng mà các bạn nhìn dưới này, đây là cái sự khó đào của Bitcoin Cash thì trong vòng uh, 3 tháng vừa qua thì các bạn thấy nó có lên xuống liên tục như vậy mà rất là khó tính bao nhiêu đồng ra đời Lý do là tại vì Hồi nãy mình có nói đó là mỗi 6 giờ Mỗi 12 giờ, xin lỗi các bạn, mỗi 12 giờ nếu như không đủ 6 lốc thành lập đó Thì cái độ khó nó sẽ giảm xuống 20% Thì Nên nhớ là Bitcoin, Bitcoin Cash uh, Xài cùng một phần mềm để đào, xài cùng một cái máy để đào Thì người nào đào Bitcoin có thể nhảy qua đào Bitcoin Cash Hay là ngược lại người nào đào Bitcoin Cash có thể nhảy qua đào Bitcoin thì mỗi một lần mà cái mạng nó lại bị dễ đi thì thợ đào nó sẽ nhảy qua để mà đào tại vì sẽ đào được nhiều đồng hơn và có lời hơn nhưng mà quá nhiều người từ bitcoin nhảy qua đào bitcoin cash thì cái số lượng khó nó sẽ tăng lên rồi khi mà tăng lên một mức độ nào đó họ thấy không có lời nữa thì họ lại nhảy trở về đào bitcoin và sau đó cái độ khó nó lại đi xuống khi mà độ khó nó lại đi xuống thì họ thấy có lời họ dễ đào họ thấy nhảy cho qua đây đào tiếp tục và nó lại cái độ khó nó lại đi lên họ đang nhảy dây đào bitcoin và nó cứ tiếp tục dây hoài bây các bạn thấy nó cứ lên xuống liên tục như như vậy nhưng mà lên xuống được như vậy thì nó không có được uh, tốt lắm tại vì cái thời gian xác nhận không ổn định nghĩa là các bạn giao dịch trên mạng bitcoin cash không có nhiều khi các bạn trong vòng một hai phút là xong có nhiều khi các bạn phải chờ nửa tiếng hay lần tiếng mới xong tại vì tùy theo bao nhiêu người đào mà họ không có thể cách nào để mà quản lý người đào được tại vì họ có nhảy qua nhảy lại liên tục thứ gì nữa là cái sản xuất tiền không thể đoán được tại vì nó có lên xuống liên tục vì họ không có thể nào đoán được một ngày một tuần một tháng bao nhiêu bitcoin cash ra đời hết bởi vì ngày 13 ba tây nghĩa là ngày mai đó bitcoin cash nó sẽ hard fork cái nhà mục đích là để cái sửa cái chỉnh cái này lại để cho nó có thể uh, đơn giản hơn một chút và có thể là dễ đoán được bao nhiêu bitcoin cash ra đời và có thể cái sự xác nhận của giao dịch trên mạng bitcoin cash có thể ổn ổn định hơn mình thường hay nghĩ là cái vụ mà bitcoin cash với lại bitcoin đó, hay là cái sự kiện mà cái bitcoin mạng nó bị chậm hay là bị quá tải đó giống như là mình ở thành phố mà bị kẹt xe gì đó thì khi mà bị kẹt xe đó mình có thể là giải quyết một cách đó, là mình đơn giản nhất là mình tạo thêm nhiều cái đường đi để cho có nhiều xe có thể đi được hơn mở thêm land để cho nhiều người có thể đi được hơn hay là mình có thể là làm luật mới để cho mọi người có thể Uh, đi lại không cần phải mở thêm lane mà làm được mới để có thể giúp đỡ cho giao thông giả sử như là lực nếu như mà các bạn đi trong cái lane bên ngoài này thì các bạn trong xe phải có ít nhất là hai người trở lên mới được đi hẹn đi lên đó hay là mỗi lần mà các bạn từ đường nhỏ mà nhập lên đường lớn đó, thì các bạn có thể là để một cái đèn đỏ ở đây để mà quản lý mỗi lần chỉ cho hai xe một lượt để mà lên đường lớn mà thôi giả sử như vậy thì cái dụ mà bitcoin bị quá tải đó mình có thể giải, giải thích như là kẹt xe gì đó thì bây giờ nó bị quá tải một là mình có thể là tăng cái số lượng của cái lóc lên để cho nó nó lớn hơn hay là mình có thể dùng cái mà di chuyển chữ ký để mà giống như đó là một cái lực mới để cho nó dễ dàng lưu thông hơn hi vọng là cái giải thích này có thể giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn về cái vụ mà bitcoin bị quá tải và tại sao lại có hai bên đối đầu với nhau Bây giờ mình trở về nói về Bitcoin về Bitcoin Cash đi Thì cái lợi ích của Bitcoin đó thì là thương hiệu Thì đương nhiên Bitcoin đã 9 năm rồi Ai cũng biết tới Bitcoin Người nào mà biết tới tiền ảo là sẽ biết tới Bitcoin Cho nên cái thương hiệu rất là đáng giá Cái hiệu, cái hiệu ứng mạng cũng rất đáng giá Tại vì Bitcoin đã ra đời lâu đời Nhiều người sử dụng Bitcoin hơn Thì nhiều người uh, nằm trong mạng Bitcoin Và nhiều người ủng hộ Bitcoin Cái blockchain Bitcoin là lâu đời nhất Thì đương nhiên là đã ra đời đầu tiên Thì rất là lâu đời, hơn, uh, 9 năm hơn rồi và hơn 9 năm qua biết bao nhiêu hacker muốn tấn công Bitcoin biết bao nhiêu người muốn uh, làm sập mạng Bitcoin nhưng mà không làm sập được uh, hơn 9 năm rồi cho nên cái blockchain của Bitcoin bây giờ là an toàn nhất cái Bitcoin nó là một thị trường lớn đây là rất rất là quan trọng cho những nhà đầu tư lớn Tại vì Bitcoin bây giờ là giá thị trường tổng số Bitcoin bây giờ là khoảng 90 tỷ So với Bitcoin Cash hay là so với Ethereum chẳng hạn đi chỉ có 30 tỷ thôi Thì Bitcoin lớn hơn Bitcoin Cash tới 3 lần lận so với tổng số tiền Thì những nhà đầu tư lớn nếu như họ muốn đầu tư một số lượng lớn đó, Thì chỉ có thị trường của Bitcoin mới có thể là nhập được số tiền đó vô mà không ảnh hưởng tới giá mà thôi uh, Bitcoin có rất nhiều thương gia chấp nhận uh, ở Mỹ hay là ở Nhật Bản Uh, đã có rất nhiều thương gia chấp nhận bitcoin là một cái cách để mà thanh toán khi mà các bạn mua hàng hóa nhưng mà họ không có chấp nhận bitcoin Cash hay những cái khác uh, bây giờ họ chỉ chấp nhận hầu hết từ bitcoin mà thôi. thì bitcoin có thể lưu trữ giá trị được điều này thì mình khỏi phải nói tại vì nếu các bạn thấy 6 tháng vừa qua hay là một năm vừa qua thì giá bitcoin chỉ có lên không có giảm từ hồi ra đời tới giờ cho nên là một uh, vật có thể lưu trữ được giá trị. Và hồi nãy mình có nói về tương lai thì có thể có lightning network thì có thể là Uh, có thể là so sánh ngân hàng với Visa hay là Mastercard Ngược lại Bitcoin Cash cũng có rất nhiều lợi ích Như là giao dịch thì nó nhanh hơn Tại vì cái uh, block của nó tới 8 mê là lần, 8 lần Bitcoin cho nên nó nhanh hơn nhiều Khả năng đồng thuận của Bitcoin Cash thì hình như là nhanh hơn Tại vì Bitcoin mỗi lần mà ra một cái đề nghị gì thì hầu như là bên trong Bitcoin uh, Nó hay bị nội chiến, lắm, không có ai mà đồng đồng hết nhưng mà soi với Bitcoin Cash thì mình thấy nó đồng lòng nhanh hơn giống như là ngày mai nó sẽ hạ fork thì hầu như là toàn bộ đi ủng hộ cái hạ fork này hết giao dịch cũng rẻ hơn tại vì cái lốc nó lớn hơn nó có thể là uh, chứa nhiều giao dịch hơn và có thể giao quyết được nhiều giao dịch hơn cho nên giao dịch nó hay rẻ hơn và cái kích thước lock có thể điều chỉnh được 16 mê như hồi nãy mình nói thì nếu như mà lợi nhưng mà không đủ uh, 8 mê không đủ thì nó có thể tăng lên thành 16 mê uh, tới 16 mê mà không cần phải half fork nhưng mà hai bên cũng có rất là nhiều cái phê bình Cái phê bình của Bitcoin là nó quá chậm Bây giờ mạng Bitcoin vẫn quá chậm Tại vì cái Lightning Network chưa có xuất hiện Cho nên cái hạn bây giờ nó cũng quá chậm Phí thì đương nhiên rất là đắt rồi Hồi nãy mình có nói là phí Bây giờ trung bình phí là 5 đô trở lên Nếu các bạn gửi 100 đô, 5 đô là 5% rồi thì thực sự là quá mắc nó khó có thể đạt được sự đồng thuận vào thời điểm này thì giống như các bạn thấy mới đây cái chuyện xác quỵt 2x để mà nâng cấp cái folder uh, đó, đó cuối cùng cũng đã bị hủy bỏ tại vì có quá nhiều người không đồng ý để mà chấp nhận uh, Và một cái phim nữa là Bitcoin đó hầu như chỉ có một vài người là nắm quyền mà thôi chủ yếu là những người trong core đó nắm quyền về cái mà nâng cấp phần mềm đồ đó hình như là bên nhóm core đã nắm quyền hết rồi Ngược lại bên Bitcoin Cash đó, thì cái phê bình là kích thước lóc lớn hơn là giải pháp tạm thời thì nghĩa là đúng là bây giờ là một mb mà thành 8 mb thì quá nhiều cho nên hiện bây giờ cái lóc nó không có bị đầy và không bị quá tải nếu như lóc bị quá tải thì nó thể tăng lên cho tới 16 mê nhưng mà lỡ như mà tới lúc đó lóc bị quá tải nữa thì làm sao không lẽ tối ngày cứ tăng lên 17 mê 18 mười 19 mê cứ ha phối để tăng lên hoài bởi vì đây chỉ là giải pháp tạm thời chứ không phải là giải pháp lâu dài kích thước block lớn hơn có thể là ung thư để mình giải thích rõ hơn một một chút nữa là mỗi một người nếu như mà các bạn muốn uh, chạy chương trình Bitcoin đó để các bạn có thể là quản lý một phần của giao dịch trên mạng đó thì những người này họ phải tải về những cái lịch sử của những cái giao dịch của Bitcoin từ trước tới giờ từ ngày 2, uh, 2009 tới bây giờ thì rất là nhiều mà nếu như mà một block một một block là một megabyte mà thành một block thành 16 MB đi ha, 8 MB đi thì càng ngày nó lại càng nhiều cho nên một ngày nào đó bạn không thể nào tải về những cái giao dịch này nữa tại vì quá nhiều cái cái mê nó quá lớn thì cái uh, nó lại quá tải trên cái máy của bạn bạn không thể nào mà uh, cống hiến cho cái mạng Bitcoin được thì một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra thì nó có thể là đẩy những người giống như uh, những người mà không có tư nhân đó để mà Uh, muốn giúp đỡ cho mạng bitcoin đó, nó có thể đẩy những người đó ra khỏi cái trò chơi này và chỉ có những người mà có những máy lớn hay là những công ty lớn mới có thể là mới có thể là có đủ cái ổ chứa để mà chứa nhiều uh, giao dịch như vậy cho nên cái lóc nhiều càng lớn đó, thì các bạn thấy nó giống như ung thư vậy đó. càng ngày nó sẽ càng nhân lên nhiều hơn cho nên đây không phải là một điều tốt và cũng giống như là Facebook bên, bên Bitcoin vậy đó, bên Bitcoin Cash cũng nói là bị kiểm soát bởi một vài người, chủ yếu là mấy người đào kiểm soát Bitcoin Cash. Thì uh, hy vọng là các bạn thấy tin tức này đáng giá. Thì giữa Bitcoin và Bitcoin Cash đó, thì nếu các bạn là người đầu tư đó, thì nên uh, đầu tư cả hai, tại vì mình cảm thấy là cả hai bên đều được nhiều người ủng hộ, dành nhiều người có tiếng tâm để ủng hộ Bitcoin Cash hay là cũng như là Bitcoin gì đó. Thì như chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng đừng nên chỉ vì uh, một điều gì đó uh, hay là chỉ dồn vô đầu tư một bên thôi Thì đây chỉ là những gì mà mình muốn trao đổi với các bạn Và đây không phải là lời khuyên đầu tư Thì các bạn muốn đầu tư Bitcoin, Bitcoin Cash thì các bạn phải xem thêm tài liệu nha Hy vọng là cái video này có thể giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn về cái khác uh, sự khác nhau giữa Bitcoin và Bitcoin Cash nếu các bạn không hiểu rõ hay là có cần mình giải thích gì thêm thì cứ để lại comment ở dưới cảm ơn các bạn nhiều nha tạm biệt các bạn nếu như các bạn thấy tin tức này giúp đỡ các bạn được thì các bạn hãy nhớ những cái nút like và sub vô cái chương trình youtube này để các bạn có thể nhận được những cập nhật mới nhất tạm biệt các bạn